Nó vẫn là con 76 nhưng nó lại cho ra một cái sao tiếng đặc biệt cực kỳ trong trẻo khi mình ở gần ở xa, ở gần rất là dễ chịu và ở xa mà nghe rất là rõ tiếng. Xin chào quý anh chị và các bạn, team BNC Speaker Việt Nam đang có mặt tại công ty Titan Đồng Nai, một trong những đối tác chiến lược tại khu vực miền Nam của lo rời BNC. Giới thiệu đến quý anh chị và các bạn, đây là anh Bằng, CEO của công ty Titan Đồng Nai và đây là anh Thanh, giám đốc kỹ thuật của công ty. Titan Đồng Nai được thành lập vào năm 2023 với lĩnh vực lắp ghép loa chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình hoạt động, nhận thấy thị trường lắp ráp loa chuyên nghiệp ngày càng phát triển và nhu cầu khách hàng đối với chất lượng sản phẩm loa lắp ráp càng ngày càng tăng, nên đại lý Titan Đồng Nai đã quyết định hợp tác cùng Bảo Dương sử dụng dòng loa rời BNC cao cấp đến từ Ý với model 12NDL76 được nhiều hãng loa lớn trên thế giới sử dụng như Nexo, DNB trong các loa lắp ráp của Titan vào tháng 8 năm 2023. BNC hiện tại bây giờ đây là một đối tác chính của Titan Đồng Nai. Mình đã tìm hiểu về cái quá trình hoạt động của BNC, về cái uy tín ở trên thị trường thế giới, chứ không phải là nói riêng ở Việt Nam, mà trên thị trường thế giới. Mình tin vào cái cách làm việc nghiêm túc về cái chất lượng sản phẩm, cho nên là mình đã đi đến một cái gắn bó với thương hiệu BNC và đại diện cho BNC là công ty Bảo Dương tại Việt Nam. Thì đó là cũng là một cái sự may mắn và cũng là một cái quá trình cố gắng nỗ lực của bên Titan để mỗi ngày một phát triển, đưa đến cho khách hàng, những người mà yêu mến về cái âm thanh, những cái sản phẩm có chất lượng tốt nhất theo cái khả năng mà công ty Titan có thể làm được. Trụ sở chính của Titan Đồng Nai tọa lạc tại chợ Xuân Đà, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai. Showroom có không gian rộng rãi và thoáng mát với cơ sở vật chất hiện đại. Đây là địa điểm thuận lợi và dễ dàng tiếp cận khách hàng trong khu vực. Với vị trí đắc địa, đại lý dễ dàng mang đến dịch vụ phân phối sản phẩm nhanh chóng và chu toàn nhất. Ngoài showroom, đại lý Titan Đồng Nai còn sở hữu xưởng lắp ráp loa rộng rãi đặt tại khu vực Đồng Nai cùng hơn 30 chuyên viên kỹ thuật tay nghề cao trong việc lắp đặt loa và thiết bị âm thanh khác. Titan Đồng Nai thì phân phối những cái thiết bị giống như là men công suất nè, men công suất sub, men công suất full, men monitor, controller, ổ xi nguồn, micro và mixer, tất cả gì mang thương hiệu Titan. Tất cả các sản phẩm trên đều được phân phối độc quyền với thương hiệu Titan. Các sản phẩm đều dùng loa rời BNC 12NDL76 từ nhà phân phối Bảo Dương. Nó vẫn là con 76 nhưng nó lại cho ra một cái sao tiếng đặc biệt cực kỳ trong trẻo khi mình ở gần ở xa, ở gần rất là dễ chịu và ở xa mình nghe rất là rõ tiếng. Ngoài loa lắp ráp từ loa rời BNC, đại lý Titan Đồng Nai còn làm các thiết bị âm thanh khác như men công suất Titan, v.v. nhằm phục vụ khách hàng hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Đại lý Titan Đồng Nai còn sở hữu đội ngũ chuyên viên kỹ thuật được đào tạo bài bản và có tay nghề cao về kỹ thuật âm thanh. Khách hàng khi tới showroom có thể dễ dàng trải nghiệm các sản phẩm trực tiếp và được tư vấn một cách tận tâm với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Sản phẩm loa của đại lý Titan được phân phối khắp toàn quốc bởi đội ngũ đại lý do chính Titan tìm kiếm gồm các tỉnh thành như Trà Vinh, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Hải Dương. Hiện tại thì công ty đang có trên 10 đại lý đang có mặt trên toàn quốc và sắp tới đây định hướng của công ty sẽ mở rộng thêm nhiều đại lý nữa để đáp ứng cái nhu cầu của anh em đặc biệt thân. Tính đến thời điểm hiện tại, Titan là đại lý top đầu của Bảo Dương sử dụng BNC thông qua nhà phân phối là công ty cổ phần G-Music. Các sản phẩm của loa Titan từ đó cũng được đón nhận và được ưa chuộng bởi vì sự phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng và được cộng đồng yêu âm thanh đón nhận và yêu thích. Các sản phẩm Titan xuất hiện trong rất nhiều sự kiện, từ đám cưới, event âm nhạc lớn đến cả các hộ gia đình yêu thích âm thanh chất lượng cao. Thật sự mà nói, ngày trước anh sử dụng cũng rất là nhiều thương hiệu. Cái vấn đề là anh từ 2019 thì anh đã làm Titan và anh sử dụng rất là nhiều loa nhưng anh chưa được sử dụng cụ BNC. Năm 2022 thì vô tình là không còn cái cụ loa. Vấn đề là cái người đơn vị, những đơn vị cung cấp hàng trước cho anh á thì họ làm mất uy tín rất là nhiều.
và họ không có thể cung cấp hàng cho anh. Đúng như vậy. Nhưng khi anh biết của BNC thì nói sao củ lo mà giá lại cao thế. Con thì từ thì cân ký gì nó cũng vậy. Lấy 5 cặp về thử. Và anh phát hiện nó, thật sự mà nói là nó cho mình ra một cái sao tiếng rất là mềm. Và đặc biệt nó cho ra mình một cái chất âm rất là đẹp. Đặc biệt là nó bền. Thật sự là mà Quýnh chưa bao giờ thấy hư một cái lo. Hiện tại tới bây giờ, hiện nay chưa bao giờ hư một cái lo. Thì cái định hướng của công ty là sẽ mang đến những cái sản phẩm có giá trị cao hơn, chất lượng, nó thiết thực, nó phù hợp với công năng làm việc của nhu cầu khách hàng. Nên là mình muốn Titan sẽ dùng những cái sản phẩm tốt nhất có thể, điển hình như là thương hiệu BC, những cái đối tác mang đến cho Titan những cái chất lượng sản phẩm, linh kiện, phụ kiện tốt nhất để mà Titan đưa ra được những cái sản phẩm đến tay khách hàng, đến người dùng hoàn hảo nhất. Mặc dù giá thành không rẻ, nhưng mà Titan muốn thay đổi cái thói quen của người dùng. Nếu mà một cái món hàng ở trên thị trường, bất kể nếu ngon thì không có rẻ, giá trị nó thể hiện bằng chất lượng, bằng đồng tiền. Giá trị của sản phẩm là nó khẳng định là như vậy. Titan Đồng Nai xin chào.